vậy á, Thành nghĩ đi nha, anh Trí nghĩ đi. Có một người đàn ông nào mà chịu đựng vì Phi Nhung mà nuôi hết tất cả các con của Phi Nhung hay không? Tôi nghĩ là sẽ có thôi, dĩ nhiên là khó. Nhung nghĩ là sẽ không bao giờ có, tại vì có thể cho một đống tiền được, nhưng mà cái tình cảm không thể cho được. Ai cũng có thể, Thành cũng có thể làm từ thiện, Thành có thể cho 100 triệu, 200 triệu, nhưng mà Thành nuôi một cái đứa bé rất rất là khó Thành à. Nó không đơn giản như Thành nghĩ đâu. Phi Nhung có bao giờ cảm thấy nản? Dĩ nhiên chắc cũng phải có những lúc đó chứ, đâu thể nào mình là thần thánh gì mà mình có thể vượt qua hết được, đúng không? Nản thì Nhung không có nản, Nhung cũng nói là không biết tại sao mà mình phải làm nhiều, làm dữ vậy. Đôi lúc mà những đứa con mình nó quậy á, thì chỉ nghĩ vậy thôi. Bây giờ là các chú cũng lớn rồi, chú ở chùa riêng, và cũng có quý thầy giúp đỡ cho Nhung rất nhiều về những chú mà chuẩn bị làm thầy. Thì các sư đã nuôi giúp giùm cho Nhung cũng mười mấy đứa, dạy dỗ giống như là con của Phật rồi, là mình trao lại cho chùa. Nhưng mà tôi nghĩ vậy nè Nhung ạ. Có phải là Nhung làm những cái điều này là Nhung muốn trao những cái tình thương của mình cho những cái đứa trẻ mà Nhung nghĩ rằng là nó đáng được hạnh phúc hơn? Giống như là Nhung ngày xưa là một đứa trẻ đáng lẽ phải có một tuổi thơ hạnh phúc hơn mà mình phải trải qua như vậy, nên Nhung không muốn là cái bạn nhỏ đó giống như Nhung ngày trước, đúng không? Giống y chang như vậy, giống như Thành nói, tại vì Nhung không biết nói chuyện thôi, chứ là Nhung làm là y như vậy đó. Là Thành biết á, là hồi nhỏ đó là Nhung muốn đi học, Nhung cũng không được đi học, tại nhà Nhung nghèo, mẹ Nhung chết. Nhung muốn kêu một cái tiếng mẹ mà đâu có mẹ đâu để kêu. Xong rồi đi học thì bạn bè kêu mẹ đi học mẹ, mà tôi về tôi nói với mẹ ta, tôi về tôi nói với ba ta, mình bị ăn hiếp. Xong rồi mình cũng không biết về, mình nói bây giờ mình về mình mét với ai, chỉ có bà ngoại thôi. Về mấy cái bà ngoại thì bà ngoại nói tại vì con phá con lì trong lớp mà bạn bè đánh con thôi, chứ ngoại cũng đâu có lên trên trường để binh. Còn mấy bạn khác thì cha mẹ lên binh. Thì khi mà Nhung nuôi mấy đứa bé này á, Nhung muốn là Nhung nói với các con là các con lớn lên các con cũng vẫn biết là các con vẫn có mẹ nha. Các con không có được mà nghĩ là các con không có mẹ. Dù các con làm thầy đi nữa, các con cũng vẫn là có một người mẹ ở bên cạnh các con. Thì Nhung nghĩ là bây giờ mà cha mẹ nó đã bỏ rồi, mà bây giờ Nhung lại đã nuôi, không lẽ bỏ lại thêm một lần nữa. Mẹ thì cũng không có tới, không biết mẹ là ai, bây giờ chỉ biết Phi Nhung, mà Phi Nhung lại đi lấy chồng, thì nghĩ cái đứa bé nó còn tin một cái người mẹ nào nữa hay không. Nên Nhung muốn là Nhung ở như vậy để cho tới khi mấy đứa con Nhung nó thành tài thì nó cũng có sẽ nói là à, tao có người mẹ là Phi Nhung, mẹ của tao là như vậy, mẹ tao là vậy, nó hãnh diện, nó kể về mình. Nên Nhung nghĩ như vậy mà Nhung chăm sóc các cháu, các con như tới bây giờ.